Đứng bên dưới không? Em nghĩ anh ấy đứng đây này vì tôi đến mắt đây không nhìn thấy sao. Cầm cái gì? Ơi kìa. Hả? Ở dưới kia có thỏ kìa. Anh em. Đẹp nhỉ. Đẹp. Có nhìn thấy không? Đi đây đi. Đâu đi đâu? Bên đây cô ơi. Bên đây anh. Anh đâu? Đây, cưng Huỳnh ngay đùi ngựa đây. Cái gì á? Đây, chị Vân Vẽ đây. Tăng lên cái cầu đi ngắm xuống này đẹp. Ê, đứng lên đây chụp ảnh nhìn giống như anh Nhật thế nhỉ? Hả? Bé chụp ở dưới cạnh hơi nửa đẹp hơn. Hái lên càng hôn lên càng hơi nửa cạnh hơn. Hút cái cây nó nửa ngay thôi. Cái cây nửa ngay này mấy ở đấy cực nửa ngay thôi. Ở đây không phải thuê người cắt cỏ nhỉ? Ừ, có khác gì anh Tùng? Mạng kéo nó không phát được này. Không phát được ấy. Mạng kéo vãi. Con vẫn phát bình thường mà. Con này nó cắn môi gì? Không. Sao vẫn được mà. Mấy thử phát được à? 50 xem rồi. Không phát được này. Nhất này. Chú anh con cừu ấy.